Ồn quá đi. Ồn thì biến cho khác. Ồn thì sao? Biến. Cậu chết rồi. Mày biến. Con này cũng biến luôn. Sao đánh con? Sao không đánh con? Chó, chó với mèo. Đây, nhìn kìa, một hình tượng rất đẹp. Đó, thấy chị em tâm ý tâm anh không? Nhìn mà học hỏi đi. Nhìn kìa, nhìn học hỏi đi kìa, nhìn kìa. Mày nói gì vậy, tao bóp cổ mày bây giờ. Hey, chị ơi, chị. À chị ơi, để em thay dép xong rồi lên lầu em nói cái này cho chị nghe. Gì vậy? Ngồi xuống đây đi. Chị còn nhớ cái bạn hôm bữa cho em kẹo không chị? Bạn nó nói hôm nay sẽ tới nhà mình chơi đó. Chị nhớ là món chuối chiên cho em nha. Em đã nói với bạn đó là chị là món chuối chiên ngon nhất Sài Gòn luôn á. Không có được đâu. Đây có phải là nhà mình đâu mà em tự tiện dẫn bạn về vậy? Nhưng mà em chỉ chơi trong phòng này thôi, sẽ không làm phiền ai đâu mà chị nha. Không có được đâu. Hay là chị cho tiền em đi chơi với bạn nha. Thôi, em thích chơi ở nhà hơn à. Nha chị. Chị đã nói là không có được mà. Sau này á mình có tiền mua nhà đi, rồi em muốn dẫn bạn về cũng được. Chị lúc nào cũng nói sau này. Bộ chị không một câu nói khác nữa hả? Chị làm em xấu hổ với bạn, chị có biết là em xấu hổ với bạn lắm không? Em nói nhỏ nhỏ thôi, cả nhà nghe bây giờ á. Em còn muốn nói lớn luôn nữa. Chị đúng là cái đồ đáng ghét. Cái con nhỏ này bữa nay bị cái gì vậy? Chị còn quýnh em nữa hả? Chị đúng là cái đồ đáng ghét nhất trên đời này luôn á. Cái con bé này. Nè Tâm Anh, em phải để giày dép gọn gàng vô chứ. Giày em muốn để sao kệ em. Nè, đứng lại coi. Chuyện này hơi bị vui rồi nha. Em làm cái gì vậy hả Tâm Anh? Chị dạy em hỗn hào vậy sao? Nè Tâm Anh, chuyện gì nữa? Em để giày lên sao để kệ em chứ. Em đừng có hét lên được không? Chị đã nói là không được hét lên rồi mà. Kệ em muốn nói thật kìa em. Cái đồ đáng ghét. Em làm cái gì vậy hả? Mau đi ra ngoài dọn giày lại cho chị đi. Nhớ lên. Không, đó. Đi. Giỡn người ta mà. Sao vậy trời? Có gì đâu mà không hiểu. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Ê Tâm Anh, lại đây nè. Mày đang muốn chọc tức chị của mày đúng không? Lại đây, tao chỉ mày một cách dễ lắm. Bây giờ mày chỉ cần mày quăng đồ chơi của tao bừa bãi thôi, chị mày sẽ tức điên lên liền. Thử không? Thôi, mình không cần đâu, cảm ơn bạn. Làm chi? Em chơi xong thì phải dọn lại cho gọn gàng đó nha. Em không dọn đó thì sao? Về chắc là coi cái đồ đáng ghét. Em làm cái gì vậy? Còn muốn chọc tức chi nữa hả? Chị mệt lắm rồi đó nha. Kệ chị chứ, chị tự dọn đi. Bleu. Tránh ra coi cái đồ đáng ghét. Thiệt tình. Ủa chị đang bị cảm hả? Có. À, Tâm Ý hả? Dạ. Nè, hôm nay con không cần phải nấu cơm tối nha. Hôm nay là sinh nhật của chú Ngọc, cả gia đình đã đi ra ngoài ăn tối rồi. Dạ. À, cô dặn nữa, cô thấy mùng mình chiếu gối nhà mình dơ hết rồi, con giặt giùm cô nha. Dạ. Chị uống thuốc chưa? Nè Tâm Anh, chị nằm mày làm xong bài tập mày đưa cho tao nha. Biết rồi. Tâm Anh, em nằm xích qua bên cho chị nằm với. Em nằm ở đây trước rồi. Tâm Anh, em đã nói là em nằm ở đây trước rồi. Em thiệt là
Ê Tâm Anh, từ lúc mày chuyển tới nhà tao á, đây là lần đầu tiên tao cảm thấy thích mày á. Nè, ăn đi. Ừ, nhưng mà... Không có nhưng mà gì hết trơn á, tao thương tao mới cho ăn. Đại sĩ, chút xíu nữa tôi có việc, ông dự hội thảo giùm tôi nha. Vậy hả? Bà chị tôi sắp sinh rồi, cứu bộ giùm tôi đi. Cô hội thảo nằm ở đâu vậy? Có dịch cảm cúm đó, chị đừng có chủ quan, lo mà đi tới bệnh viện khám đi nha. Cô xin phép đi một chút xíu nha. Đi đâu vậy? Tất nhiên là đi vệ sinh rồi. Không lẽ đi luôn ở trong phòng này? Cô đi vệ sinh xíu nha. Như vậy là buổi học ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Thật ra cô tính nói với em chuyện này. Chuyện gì? Chắc bữa học sau sẽ là bữa học cuối cùng cô dạy cho em. Cô quyết định sẽ không dạy cho em nữa. Hả? Sao vậy? Cô suy nghĩ kỹ lắm rồi. Cô cảm thấy quyết định như vậy sẽ tốt hơn. Bữa học sau cô sẽ nói chuyện với mẹ em để mẹ em tìm người khác dạy cho em nha. Nhưng mà cô chỉ muốn nói trước để cho em chuẩn bị sẵn tâm lý vậy thôi. Muốn nói câu tạm biệt thì để bữa sau đi ha. Giờ cô phải đi về rồi. Bye bye em. Bye bye. Chào mọi người. Nhìn bạn đây. Mọi người quá đáng yêu luôn á. Với con kỳ vậy cô Liễu? Không phải đâu My à, anh bị lây bệnh cũng được đó, nhưng mà tại sắp tới anh có cuộc thi hát á, cho nên anh phải cẩn thận. Tôi cũng vậy nữa, để tôi thi xong đi rồi tôi sẽ chăm sóc cho bà ha. Xin lỗi anh nha. Mình cũng kỳ thiệt ha. Chỉ là cúm thôi mà, có gì đâu mà sợ. Ôi mẹ ơi. My, anh xin lỗi. Từ
thì anh chỉ sợ lại học sinh của anh thôi à. Biết rồi, nhưng mà mọi người làm em buồn quá. Mi đấy, mình có bị quá đáng không? Tôi thấy không có đâu, an toàn hiểu hơn đó không? Cô Liễu xịt đây nè, nãy nó ngồi đây, cô Liễu bao nhiêu xíu. Trễ 45 phút rồi, làm gì mà chưa tới nữa. Giờ mới tới đúng không? Dạ. Ủa? Bộ chị My chưa tới nữa hả? Chưa. Ủa mà chị vô phòng anh có gì không? À, tôi vô lấy đôi giày đi giặt á. À. Ủa mà chị làm vậy mệt lắm. Thôi, đem giặt cho. Đây. Đâu sao đâu, cái này là nhiệm vụ của tôi mà. Hay là cậu chơi tôi giặt không sạch? Không phải. Ý em không phải vậy. Thôi cỡ lại học đi nha. Tôi đi trước nha. Đồ ăn tôi nấu xong rồi, đặt trước cửa nha. Ác độc, bỏ mặt người bệnh nằm ở đây một mình vậy mà coi được. Không ai nhẫn tâm mà. Ủa? Sao cô nằm đây mà nãy giờ tôi kêu cô không lên tiếng gì hết vậy? Nguyên hả? Ừ. Qua đây chi ạ? Cô bị cảm dễ lây lắm á. Em đi về đi. Sao cô không ăn gì đi? Cô ăn gì chưa ta? Cô ăn cùng em nguyên. Đi về đi, cô lại cho em bây giờ. Cô không chịu ăn rồi sao cô uống thuốc được? Nè. Nè. Cô ơi. Cô. Cô ơi cô. Hết bệnh còn về dạy tôi nữa. Ai đâu học trò sắp thi rồi mà cô giáo còn nằm đây bệnh. Lay cho em bây giờ, em về đi. Lay mà lay. Về đi. Nghỉ đi. Sao em lì quá vậy? Vậy hạ miếng đi. Em đi về
đi, cô lây bệnh cho em đó. Cô mới là lì á. Hả, mẹ ăn miếng cháo đi, còn thuốc nữa. Mẹ. Được rồi, đi về đi. Nhanh đi, mỏi tay quá. Được rồi đó. Cô bệnh mà cô nói nhiều quá nha. À, cháo em nấu hả? Cháo mà ai không biết nấu. Lên mạng nó cũng có chỉ bộ. Dạ em. Có người nấu cho ăn là hên lắm rồi, còn chê nữa. Ủa mà tỉnh rồi hả? Ăn cháo dở quá em tỉnh luôn rồi nè. Đi coi gán chịu đi. Chị My. Cảm ơn em nha, em về cẩn thận. Dạ, em chào chị. Về tới nhà là phải đánh răng, rửa tay liền nha. Không thôi là bị lây bệnh đó. À, cháo em nấu hồi nãy ngon lắm. Xứng đáng là đặc sản của Việt Nam luôn á. Cô ơi. Như là Nguyên bị cảm rồi đó cô. Alo. Alo, tôi nghe nè. Ờ, biết rồi, có gì không? Thì tôi chỉ hỏi thử là cô đi khám thôi chưa. Ờ, cũng như anh nói đúng á. Không được có thường bệnh cảm mà. Tôi mới bị một phen chết đi sống lại luôn nè. Thì tôi đã nói rồi mà. Mùa này dễ bị cảm lắm, dễ truyền nhiễm nữa. Thằng Nguyên bị lây rồi kìa. Cái gì? Ủa, Nguyên cũng bị cảm này hả? Ủa, cô chưa hay gì hả? Biết ngay mà. Vậy thôi, cảm ơn anh nha, bye bye. Trời ơi, giờ làm sao đây ta? Nè, chào anh Nguyên. Cái gì mà ồn ào vậy? Làm giật mình à. Cô đã nói thế nào là em cũng bị bệnh rồi đó. Bây giờ bị bệnh rồi đó, anh thấy chưa? Tôi chỉ có thấy hơi mệt thôi. Mệt cái gì? Thằng này lì lợm thiệt á. Cãi thằng nhóc này. Cãi gì? Trời ơi, nóng dữ vậy nè. Thôi, cô đây hồi là lại bị lây đó. Cô đi ra ngoài đi. Cô mới bệnh xong rồi chắc chắn không bị lây nữa đâu ha. Lần trước cô đuổi em ra ngoài, không có chịu ra ngoài đâu. Bộ cô không thấy mình có lỗi hả? Có lỗi gì? Thì tôi bị bệnh là lỗi của cô đó. Ừ, em bị bệnh là lỗi của cô đó. Được chưa? Thì sao? Thì nếu mà cô có lỗi thì cô phải dạy tôi tiếp á. Cô không được nghỉ đó nha. Còn chưa chịu nữa hả? Thì tôi đổi cách xưng hô bằng chị, được chưa? Chi vậy? Không thích. Chứ đó không phải là tâm nguyện cả đời của chị hả? Nhưng mà giờ hết thích rồi. Được cơ. Chị không thích hả? Ừ. Vậy tôi sẽ gọi là anh Diễm Phúc. Được chưa? Cái thằng này anh Diễm Phúc hả? Anh Diễm Phúc hả? Anh Diễm Phúc hả? Chịu cái đi. Dạ, con chào cả nhà, con mới tới. Ờ, cô giáo mới tới. Ờ, lâu quá mới gặp con. Ủa, sao mà mặt xanh xao vậy? Bộ con bệnh hả? Ừ, dạ không. Con lên trước hả? Ủa? Mới tới hả? À. Thì lên trước đi. Ừ. À, anh Diễm Phúc có uống gì không? Ô, hai cái thằng này mày có hiểu giới tính không? Sao kêu cô giáo bằng anh Diễm Phúc? Bị sốt rồi mày bị viêm não rồi hả? Lấy thuốc cho nó uống chưa?